Niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Hỡi vong linh hồn cụ vong ơi, ngày hôm nay cụ đã tự trần. A Di Đà Phật. Chúng tôi là tôi hội vại thôn dân ngoài làng. A Di Đà Phật. Cùng chung trong xóm mà ngoài làng. A Di Đà Phật. Cúi đầu mắt niệm ma đê mà biển ngã thăm. Đổi nơi lúc khi cụ sống cụ ở trên đời. Nói năng nghiêm tôn đứng ngồi nghiệm mà trang. Bảy giờ cụ thắt ai mà chẳng thương. Hội vậy chúng tôi nay lên thắp một đoàn hương để độ cho vong linh cụ cứu khổ, ngày mai đưa đường hồn đi. Chữ rằng sinh quy tự quy dương gian khách nhà ân đi quê nhà. Hồn về cung quê hồn ơi, tìm nơi đất tốt là nơi hồn nằm. Hôm nay hội vậy chúng tôi đến thăm thầy hồn đã thác về âm mà chứ đâu rồi. Thường mà hồn nhớ nét hồn ơi, sống thời họp mặt chết nay chúng tôi thăm mà hồn. Thường mà hồn thương nhớ mơ mà quá sông thoát khỏi cam nổ trầm mà non. Ở đây đất Phật cũng gần mà trăm năm ngàn kiếp mà mười phần khỏi lo. Chẳng mà nằm ngăn kiếp không lo cơ hẳn mà than nói khi thiệt mà vì thường. Sinh được tứ quy biết đường nam mà sao. Một là thế hệ năm tạo hay là tận số thời nào ấy hay. Niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Hỡi vong linh hồn ơi, tôi là linh Phật đến đây. Trước quan dạy bảo Phật này đổ chỉ. Anh em con cháu tâm môn. Tìm thầy đắc đạo chí tôn chứ nương nhờ. Thần linh biến hiện thần cơ mà tam thanh Bồ Tát đã thủa sủa lưu truyền. Đồng Tây Nam Bắc bốn phương chư đại Bồ Tát đã hướng tâm mình hài. Phải quang để đổ cho vong linh hồn của ấy, cúi đầu để đổ cho hồn. Nào là quý quay, nào là mà quán là ôn. Mà dán ra để tiếp linh hồn ở đằng trước có Đức Phật kim cương.
đẳng à sau sư giả à môn phương độ à chỉ cúi à đầu để đỗ cho văn minh hồn cuối nó thấy phép Phật à nó thì mà nành nhà xa bảo hoa nhau nó đánh cho xa di đà tiếp giận á tiêu hao nặng à hồn nam mô bồ tát tế tôn tiếp giận á văng linh hồn cụ về mãi tây à phương tây à phương có đức phật di đà mà có thuyền bát nhã chờ giá đón à hồn hỡi vong linh hồn cụ vong ơi mà tỉnh dậy á mà nghe hỡi vong linh hồn cụ vong ơi nắng nắng mà nghe cầu hồn cho đằng á trọn bề vàng à sinh cụi á xin Phật xót thương tình mà cứu hồn ra khỏi u minh ma hoàng mà cúi xin sông ngọt hào ô quang mà sói hồn trống dốc mơ màng mà chiếm mà bao cúi xin trong biển ba đào vớt hồn ra khỏi lúc nào chân thế mà cúi xin ân Phật đê huệ giáng tay mà dẫn hồn về mà tới nơi cúi xin ân Phật đón mời mà giáng tay mà dẫn hồn trời tiêu chỉ này xin tất cả công môn mà thánh văn thiên thượng cùng dồn một nơi này xin tất cả cõi đời để dạ từ diệu nghiệu rời gót đi khởi hành về cõi tây phương theo sau giá Phật rước lên một đoàn hiến ngang bảo ô cái chàng phan nhạc rời thánh thoát vị hướng nồng nàn báo nhiêu thắng cảnh hiện ra thấy hồn chém thấy thật đà mà vui à rồi. Thay cho hồn hóa đặng chỉ tôi thân mà gì? Ngồi trên măng ngọc theo ngầm đạo sư quảnh tay một phút bây giờ đã quá mà tình ngộ làm người vạn sinh nguyện cho vong linh hồn cụ vong nay được an lành yến đúng không yến thiện tam phát đạt tội tình thiếu tam nguyện vong linh hồn cụ về cõi